Chào các bạn đến channel của mình. Bài hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn xuất bản một PCB. Xuất bản PCB thì cần những file gì? Đầu tiên các bạn vào cái mạch hôm trước chúng ta đều vẽ. Đầu tiên là chúng ta sẽ xuất Gibber file. Gibber file. Các bạn vào file Fabrication Output này, vào Gibber file. Chọn mm và để format là 44. Layer các bạn mặt editing 2 lớp thì các bạn chọn chọn hết những cái đống này cho mình. Đó. Top overlay, top face, top shoulder, top layer các bạn chọn hết đi. Vào keep out layer đấy. Vào drill drawing thì không cần. Advanced các bạn chọn vào Use Software As. Ok, vậy là đã tạo xong Gibber file. Một lưu ý là các bạn phải set cái origin này trước khi tạo Gibber file nhé. Nếu không thì khi chạy máy nó sẽ bị lệch. Tiếp theo thì các bạn tạo một file lỗ. Các bạn vào đây chọn nc drill file là file khoan lỗ. Các bạn chọn mm 44. Ok đó, nó sẽ tạo ra drill file. Bình thường thì Gibber thì có thể tạo drill file luôn, nhưng mà mình một số nơi người ta không muốn tạo riêng đấy. Số nơi đặt bài in người ta bảo tạo riêng ra. Các bạn save vào. Save. Ok, sau khi tạo được Gibber file và file lỗ khoan thì các bạn đầu tiên các bạn xuất bản thì các bạn in cái file nguyên lý ra. Vào Smart PDF. Next. Current này. Chọn Current này. Chọn đường dẫn, mình để luôn đường dẫn này nhé. Next. Bỏ cái export build of material lên. Next. Chọn monochrome nhé, nó sẽ là trắng đen. Next. Tắt cái output. Finish. Ok. Tại sao phải in file nguyên lý ra? Với một số mạch ví dụ như bạn trong quá trình nghiên cứu ấy, cái mạch này mạch V1 chẳng hạn, các bạn làm mạch in xong các bạn phải xem lại, có nghĩa là chưa chắc là nó đã chạy, các bạn phải xem lại nguyên lý và in file nguyên lý ra để chúng ta in ra giấy, để ví dụ như là sai chỗ nào chúng ta tích luôn vào đấy để tiến hành vẽ version thứ hai, chỉnh sửa lại. Tạo xong file nguyên lý thì chúng ta sẽ tạo một file nữa, file 3D. Các bạn vào export này. Vào máy in này, chọn file export PDF 3D. Các bạn đặt tên của nó 3D, save, export. Ok, file này thì các bạn nhớ là phải dùng Adobe Reader để đọc nhé. Đó. Project 3D. Đó, mình sẽ review được nó như là trên Atom luôn. Xoay các hướng luôn. Cái file này thì không nhất thiết phải xuất ra. Xuất ra để một là cho các bạn làm việc với khách hàng thì cho khách hàng nhìn 3D mà mình không cần phải gửi file. Đó. Save change, yes. Mình đâu thôi. No.
Sau file 3D thì các bạn xuất build material, cái bomb list ấy. Các bạn vào report này, build of material. Cái bomb list này giúp các bạn biết là cái linh kiện này nó ở chỗ nào thì sau này hàn linh kiện. Thứ hai là để mua hàng lên danh sách linh kiện để mua hàng. Có thể bỏ cái footprint này đi cũng được. Và cái thuộc tính, các bạn chọn thêm thuộc tính ở đây này. Cái này tùy thuộc vào cái linh kiện mà bạn tạo ra. Ví dụ như ở đây này, mình vào thử một con linh kiện. Đó, nó sẽ hiển thị một là designer, hai là comment. Designer là cái số hiệu của cái linh kiện đấy, comment là giá trị. Thứ ba là một cái, các bạn có thể tùy chọn một trong các parameter này, ví dụ như chủng loại này, là gì, đơn vị. Cái này thì tùy thuộc vào mình setup nhé. Các bạn add thêm đây và thêm name và value ở đây. Thì cái này thì để làm gì? Cái này thì để cho các bạn dễ trong việc mua hàng. Ví dụ như là mua hàng, mình hay mua hàng ở bán linh kiện thì mình có thể add luôn mã hàng của cái linh kiện đấy vào thì người ta lấy sẽ nhanh hơn. Đó. Trong build material mình add thêm cái mã hàng vào. Mã hàng. Hoặc là bên bán linh kiện không có thì các bạn thể sử dụng mã hàng ở bên khác vào cái chú thích. Thêm một cái thêm cái đây. Vào đây nhé. Thêm một cái parameter đó là chú thích chẳng hạn. Thiếu linh kiện. Linh kiện thay thế. Thay thế. Đó. Ví dụ như là con này, con chở này mà bên bán linh kiện không có thì mình có thể bên mua bên mua linh kiện thì mình copy các bạn vào mua linh kiện chẳng hạn. Chở. Đó. Mỗi con linh kiện thì nó sẽ có một cái mã sản phẩm như này. Mỗi website bên bán đều có một cái mã sản phẩm. Ví dụ mình copy vào đây vào Antium, paste vào cái tab value. Ok. Ok. Thì khi xuất bom list, chúng ta vào cái chỗ linh kiện thay thế. Đó, thêm cái linh kiện thay thế vào. Thì khi xuất ra thì nó sẽ có một cái mã thứ hai ở đây. Mình xuất cả cái mã hàng bán linh kiện đó. Ví dụ như bên bán linh kiện không có, mình có thể mua bên mua linh kiện. Đấy. Các bạn hiểu không? Ok, các bạn export ra desktop luôn chẳng hạn. Đổi tên thành Boblit. Mạch đồng hồ. Save. Ok. Đó, nó sẽ ra một cái bom link như này. Mình export lại, mình xóa mất cái đuôi của nó đi rồi. Export này. Thôi để nguyên tên được. Save. Đó, nó sẽ ra một cái form như này. Ok, thứ ba thì cho các bạn tự làm mạch in. Tự làm mạch in thì chúng ta sẽ xuất cái file để tự là mạch như thế nào. Các bạn vào cái file này, Smart PDF, Next, chọn Current, Next này.
bỏ cái export đi này. Next. Muốn tự làm máy in ấy, các bạn đầu tiên các bạn click vào đây. Chọn grid composite. Yes. Ví dụ như là mình làm máy in thì mình sẽ làm mạch laptop trước, thì các bạn xóa tất cả các lớp khác đi. Để lại laptop thôi, bottom layer xóa đi. Multi cũng xóa này. Giữ Ctrl để chọn nhiều lớp này. Giữ keep out này. Bottom. Delete đi. Mechanical cũng delete hết đi. Ok, giữ lại top layer và keep out layer. Next. Chọn monochrome. Nice. Ok, vậy đó, export xong cái lớp. À, một cái thiếu nữa là các bạn phải làm lại nhé. Các bạn phải để cái drill hole. Thì sau này khoan mạch nó sẽ dễ hơn. Yes. Next, làm y hệt nhé. Nó sẽ vẫn lưu lại cái thao tác cuối cùng. Các bạn click vào hole này. Next. Finish. Ok. Đó, nó sẽ có cái drill hole thì sau này các bạn khoan nó sẽ dễ hơn. Xong lớp bottom, chuyển sang lớp xong lớp top thì làm xuống lớp bottom. Đặt tên là bot đi. Ship trừ đồng hồ led. Next. Ấn grid composite lại. Xóa top overlay với top layer đi. Xóa multi bottom overlay đi. Xóa mechanical. Nói chung là chỉ để một lớp là bottom hoặc là top layer với cái keep out của nó thôi. Next. Giữ nguyên setup như lúc nãy. Finish. Cái này là override. Ok, cái này không quan trọng. Đó. À, mình lại quên cho cái hole vào rồi. Thực ra thì làm đục lỗ một bên được, không quan trọng. Đó. Các bạn muốn xuất cái mặt nào thì các bạn fine. Các bạn muốn xuất cái mặt nào thì các bạn chỉ cần để lại cái mặt đấy thôi, để lại cái lớp đấy thôi. Ví dụ như là lớp bottom overlay đi. BO. Next. Các bạn grid composite này. Bottom layer, multi layer, mechanical xóa hết đi. Delete. Ok. Cái bottom overlay này là có nghĩa là cái chữ ở mặt sau. Chữ mặt sau thì các bạn phải mirror cho nó nha. Tích vào mirror thì sau này in ra thì nó mới ngược lại mới đúng. Next. Finish. Ok. Đó. Ví dụ các bạn muốn làm in thêm cái linh kiện lên cái mạch in mình làm. Bình thường thì mạch in làm ở nhà thì không cần phải in cái này lên làm gì cả. Đó là tất cả các file các bạn có thể xuất ra khi xuất bản một cái PCB. Nhớ đăng ký kênh cho mình. Bài giảng này hết rồi, nhớ đăng ký kênh cho mình và chờ cái bài giảng tiếp theo, đó là các thủ thuật về Antium. Nhớ subscribe nhé.
Đó.